Sau khi hoàn thiện hộp quà thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ứng dụng của lệnh Tapper, làm biến đổi biến dạng đối tượng và làm cong đối tượng như thế nào. Đầu tiên chúng ta chọn về tab khởi tạo. Chúng ta chọn về thành phần khối, chúng ta chọn về thành phần to be để thiết lập các cái đối tượng khối trụ rỗng. Tôi đẩy đối tượng này về bên này. Tôi chuột trái vào, kéo ra. Các bạn bỏ chuột trái ra, đẩy vào một chút. Và bấm chuột trái, kéo lên. Và chúng ta hoàn thiện cái khối to be. Thì để các cái khối này qua bảng modify chúng ta có cái hiệu ứng mà tốt nhất thì chúng ta nên cho cái thành phần lưới nhiều lên một chút. Giả sử thành phần size này, tôi cho lên, tăng lưới lên. Hai segment tôi cũng tăng lên. Sau khi tăng lên rồi thì chúng ta chuột phải kết thúc lệnh. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua modify. Các bạn bấm vào chữ modify list, gõ chữ T trên bàn phím thì nó tìm cho chúng ta ngay lệnh tapper, tức là lệnh biến đổi biến dạng đối tượng. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết lệnh này như sau. Chúng ta chọn lệnh. Sau khi chọn lệnh thì có một cái khung bao bên ngoài này. Nó là cái vùng mà tác động lệnh lên đối tượng. Amount chính là cái cường độ tác động. Nếu tôi tác động nhiều thì nó ra cái tô hủ tiếu. Giả sử tôi chỉ tác động đến đây thôi. Cover làm cong. Tôi làm một chiếc cốc uống trà rất là đẹp. Còn ở đây chúng ta có các trục để chúng ta biến đổi. Thì thông thường chúng ta sẽ giữ nguyên hai trục này mà thôi. Còn đâu nếu các bạn về nhà thì có thể chọn các trục này và cố tìm hiểu xem quy luật của nó là gì. Symmetry, tức là chúng ta sẽ đối xứng. Riêng trục này các bạn chọn đối xứng thì sẽ không có hiện tượng gì đâu. Chúng ta sẽ chọn các trục khác. Để khám phá thành phần limit effect này, chúng ta cùng nhau về mặt top. Xin lỗi các bạn, chúng ta cùng nhau về mặt app, tức là mặt phần trước vào. Chúng ta nhấn phím Z. Bây giờ tôi sẽ kéo đối tượng này qua đây cho nó dễ nhìn. Khi kích hoạt limit effect thì đối tượng chúng ta trở về ban đầu. Nhưng tôi sẽ nhấn chặt chuột trái tăng phần up limit này, tức là tăng cái giới hạn trên lên. Các bạn thể nhấn thêm phím Control để cưỡng chế tăng cao lên. Có nghĩa là chúng ta sẽ tác động vào cái phần nào mà chúng ta muốn tác động, chúng ta sẽ giới hạn nó. Còn phần Draw Limit, tôi sẽ tăng cái giới hạn dưới này để chúng ta làm cái đáy cốc thẳng thì nó hợp lý hơn. Các bạn thể nhấn Control tăng lên. Tôi tăng bằng cái vị trí thứ hai này. Vậy là cái cốc của chúng ta đã hoàn thành. Còn nếu muốn chúng ta có thể giảm phần Draw Limit xuống, giả sử tôi giảm bằng 25. Thế là ở dưới thôi. Còn phần Up Limit tôi có thể tăng cho nó vượt qua cái vùng biên này. Bên cạnh đó chúng ta tiếp tục có thể tăng phần Amount hay giảm Amount. Nếu tôi giảm Amount, tôi tăng Amount. Các bạn thấy rằng nó có giống cái bát hay là cái chén không? Tôi có thể tăng Curve lên. Đương nhiên chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa các thông số bên dưới này bằng cách chúng ta chỉnh cái radius này cho nó mỏng lại hay to ra cho nó hợp lý hơn. Sau đó chúng ta có thể lên cái layer bên trên để chỉnh tiếp. Ở lệnh tapper này nó có thêm cái dấu cộng nhỏ ở đây. Ngoài cái thành phần bật tắt lệnh tôi đã có nhiều hướng dẫn rồi thì chúng ta bấm dấu cộng này. Ghi more chính là chúng ta di chuyển cái khung để biến dạng. Còn nó center, chúng ta di chuyển cái pivot, cái tâm để biến dạng. Hai thành phần này khác nhau. Ví dụ ở đối tượng thứ nhất tôi có thể kéo ra như thế này. Tôi hãy nhấn Ctrl V, copy một đối tượng nữa. Tôi kéo ra. Tôi di chuyển hai đối tượng này. Đối tượng này tôi sẽ chọn vào Gimo và lấy lại cái. Xin lỗi các bạn, tôi sẽ chọn vào Center để lấy lại cái vị trí cho nó. Đây. Hoặc là tôi có thể chọn trực tiếp cái đối tượng Center này. Tôi sẽ sau hàng cái đối tượng này. Chọn Pivot, Pivot, X, Y, Z. Ok, nó sẽ lấy lại vị trí ban đầu cho cái đối tượng này. Thì với cái đối tượng Pivot, chúng ta có thể reset lại các cái đối tượng mặc định ban đầu trong cái lệnh tamper này.